Xin chào các bạn, tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982. Lâu lắm thì hôm nay chị Ba mới quay lại nói về con Nhâm Tuất. Thực ra là cũng xin lỗi là cũng quá là bận. Thì chị Ba sẽ nói hôm nay thì về con Nhâm Tuất là Đại Hải Thủy. Xin mời các bạn tuổi Nhâm Tuất lắng nghe ha. Người năm sinh năm 1982. Và vận Nhâm thì là bộ thủy. Và cái Tuất thì là hành thổ, cho nên người Nhâm Tuất là người ta gọi là thủy mang phù sa, là người có cái trụ hình là nước đục. Và chị Ba hay nói là người này là nước lợ, là cửa biển, chứ không phải là biển lớn, chưa thuần thủy, mà là Tuất là thổ mà. Cho nên ở đây là bộ nước đục. Mà nước đục thì người Nhâm Tuất luôn luôn đứng giữa chính và tà, nhưng mà luôn luôn có vận quý nhân. Về phù sa thì là đem là người cống hiến, là người hy sinh, đúng không? Thì cho người khác thì sẽ nhận được cái may mắn về trong mình. Rồi cả đời của người Nhâm Tuất thì luôn luôn gặp duyên tốt, nhân quý nhân phù trợ. Hậu vận thì khá là hưng vượng. Và vì sao? Bởi vì là họ làm việc quy củ, họ rất là có nguyên tắc, trung thành. Và bản chất người Nhâm Tuất trung thành lắm luôn, tại vì là chó giữ nhà mà. Và con chó luôn luôn là trong cái lục xúc điển tầm ấy, thì là con chó luôn là được con chó và con mèo là được yêu quý nhất. Và cái hợp của con chó đó là con mèo á, lục hợp là con mèo á, rồi còn tam hợp là Dần Ngọ Tuất, đúng không, ai cũng biết. Nhưng mà lục hợp là con mèo thì chắc cũng chưa nhiều người biết lắm. Năm nay là năm Đinh thì là hợp Nhâm. Thế nhưng mà cái tuổi Tuất thì lại bị lục xung với tuổi Dậu, tuổi năm Đinh Dậu mà. Cho nên năm nay thì các bạn tuổi Nhâm Tuất thì cũng gặp những cái chuyện khó khăn trục trặc ban đầu, nhưng sau cùng sẽ thông suốt thôi. Bản thân người Nhâm Tuất là tinh thần chính nghĩa này, trách nhiệm và chính trực, khiến họ luôn luôn nhiệt tình và hết mình. Nếu chúng ta có chuyện gì chúng ta nhờ người Nhâm Tuất không lập tức họ đồng ý đâu. Họ sẽ phải cân nhắc và suy nghĩ. Nhưng mà nếu họ thấy cái việc đó việc thật sự cần làm thì họ sẽ bảo vệ mình giống như là bảo vệ họ vậy đó. Rồi, và nếu muốn nhìn người Nhâm Tuất mà muốn thấy rõ bản chất người ta nhất thì hãy nhìn họ trong lúc tranh đấu về lợi ích cá nhân. Bởi vì họ sẽ không dùng cái tiểu nhân để tranh đấu. Họ luôn luôn sẽ dùng ở cái lý lẽ. Và người Nhâm Tuất luôn luôn là người xuyên thấu. Các bạn có biết con Tuất, giờ sinh giờ Tuất là giờ tối rồi, đúng không các bạn? Và con người ta gọi là, người ta hay nói là nhấm nhặn như cho cắn ma. Người con Tuất nó có một cái nhãn mà người ta nó có thể nhìn thấy những cái vong đấy. Cho nên là người Nhâm Tuất thường thường là cái linh cảm về phần tâm linh, về phần phong thủy khá là mạnh mẽ. Thua tuổi Dậu nhưng mà cũng là một người rất là mạnh mẽ. Rồi bản thân thì người Nhâm Tuất là người trung thành, cho nhiều khi cái sự trung thành đó là bị lợi dụng đấy, bị lợi dụng. Giống như người ta hay nói là vì khi mà người Nhâm Tuất đã coi bạn là bạn rồi á, thì cho dù bạn giàu, bạn nghèo, bạn thành công hay là thất bại thì người Nhâm Tuất luôn luôn đứng ở bên cạnh bạn. Thế nhưng khi họ đã coi bạn là kẻ thù rồi thì gần như các bạn không có cửa quay lại nữa đối với người Nhâm Tuất. Giỏi chịu đựng gian khổ nhưng thiếu năng lực xác định mục tiêu. Con chó ở mà mệnh thủy ha. Trong biển thì có hải cẩu, đúng không? Rồi đây là chó giữ nhà mệnh thủy. Thế thì khi xác định rõ mục tiêu thì người Nhâm Tuất hãy hành động. Tại vì người Nhâm Tuất là hay vì tình cảm mà lại bị làm sai công việc của mình. Cho người mình rất là tôn chỉ. Cho người Nhâm Tuất thì hay bị hại do người thân hại, chứ không phải là người ngoại hại đâu. Người thân sẽ hại được người Nhâm Tuất. Và bản thân người Tuất mệnh thủy thì là đối tượng bảo thủ trong hành động. Một số người thường thiếu tính độc lập và tự chủ ha. Và bản chất của người Nhâm Tuất là trung thủy, trung thành. Như vậy là tán tỉnh một cô gái Nhâm Tuất thì làm sao? Chúng ta phải từ từ lớp lam, chứ đừng có động quá. Cô ta sẽ không có thích và không tới gần được đâu. Cứ từ từ bình tĩnh và khi cô ta nhìn thấy mình là một người đáng tin thì cô ta sẽ trao gửi. Và người Nhâm Tuất là người đặc biệt, rất là yêu cái tự do cá nhân. Tự do cá nhân. Và người Nhâm Tuất cũng luôn luôn tôn trọng cái tự do cá nhân của bạn. Cho nên bạn đừng có ví dụ như là có người mà các bạn có chồng Nhâm Tuất này, đừng có đọc điện thoại hay là đọc tin nhắn hay là lục bóp hay là can thiệp đến mối quan hệ của chồng nhá.
Còn các bạn là nếu có vợ là tuổi Nhâm Tuất thì lưu ý này, cô ta luôn mặc đồ mềm mại, cô ta có thể chơi với bạn của chồng, bởi vì cô ta nghĩ là cô ta làm điều đó tốt cho chồng, hậu thuẫn cho chồng, cho cô ta không muốn tìm hiểu gì đâu, cho nên không đừng có nghĩ là tìm hiểu. Nhưng mà người Nhâm Tuất có một cái bộ rất là gan dạ, các bạn biết không, con chó bản chất là gan dạ và trung thành, cho nên ví dụ như con chó không đi săn hổ nữa cơ mà, săn hổ đấy thì những cái nguy nan thì con chó không bao giờ lùi bước cả đấy. Và bản thân thì là người Nhâm Tuất thì bởi vì quá tin, quá trung thành, quá lý tưởng, đôi khi hay là rơi vào cái bộ ảo tưởng. Và người đặc biệt là Nhâm Tuất thì thích đi du lịch lắm, người thủy rất là thích đi du lịch, và gần như ai cũng là một vận động viên, họ biết bơi, biết lội, biết chèo hay là biết một cái môn thể thao nào đấy rất là thú vị. Rồi bản thân là người Nhâm Tuất mệnh thủy này thì không có khô khan bằng người Nhâm Tuất mệnh thổ đâu, họ hay hơn nhiều. Và bản thân ấy thì là vì đấy, vì người Nhâm Tuất mạng thủy trên họ lãng mạn, cửa sông cửa biển là nước lợ mà, nên họ khá là lãng mạn. Thế nhưng mà khi mà người cửa sông cửa biển thì đôi khi có những cái vận họ không biết đâu mà đi hết đấy, người ta hay xác định mục tiêu sai. Cửa sông cửa biển là rất là nhiều luồng nhiều lạch đúng không các bạn, cho nên là đôi khi hay đi sai hướng ban đầu đấy. Và họ có sức lôi cuốn mạnh mẽ với người khác giới, à đấy là người tuổi Nhâm Tuất. Bản thân thì là người Nhâm Tuất ấy mà muốn biết là họ có thật sự coi mình là bạn hay không á, thì hãy nói với họ cái khó khăn của mình, mà khó khăn nhất thì họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ. Và họ hay giúp đỡ mà họ không cần mình biết luôn, hay là họ không cần mình biết họ giúp đỡ luôn. Và họ luôn luôn là không bao giờ dùng cái kế tiểu nhân để giành chiến thắng đâu, họ luôn luôn là rất là ngay ngắn. Rồi thế bây giờ là chị Ban nói chi tiết về người tuổi Tuất và tháng sinh, người tuổi Tuất và tháng sinh nhé các bạn. Tất cả những người Nhâm Tuất mà sinh tháng riêng là hay có lộc về ăn đâu, hay có lộc về ăn, tháng riêng Nhâm Tuất hay có lộc về ăn. Sinh tháng 2 là tháng kinh chập thì là tốt bụng này, gan dạ này, dũng cảm. Và là nhưng mà cuộc sống của người sinh tháng 2 là khá nhiều giông bão á, chứ không phải là thuận lợi đâu. Rồi nhưng mà lại là người không sợ phong ba bão táp, họ lại thấy cái đó làm thách thức. Rồi những người mà sinh tháng 3 là thanh minh thì là giỏi giao tiếp này, đam mê tiểu sắc và có cái bộ ăn nói hơi lập dị là người tháng 3. Và người Nhâm Tuất là nghệ sĩ nhiều lắm, nghệ sĩ giỏi, người Nhâm Tuất nhiều. Rồi người cũng người tháng 3 thì cũng hơi có bộ cô độc. Người sinh tháng 4 là lập hạ, đi không giàu nhưng cả đời ít gặp hung hiểm. Và mọi chuyện đều ổn thỏa và tinh thần khá là ổn định. Người sinh tháng 5 mang trục. Người sinh tháng 5 là bộ không đẹp nha các bạn. Người sinh tháng 5 âm đấy thì tan vỡ ly biệt, gia cảnh phải hơi phức tạp. Và cuộc sống sau này của họ về phần tình cảm cũng hơi gặp nhiều khó khăn á, là người sinh tháng 5. Rồi người sinh tháng 6 là tiểu thử, là nóng nực, thì cho nên tính tình của người Nhâm Tuất lúc này hơi kỳ cục. Và họ hay ăn nói cấm cạnh, nhưng thực ra trong lòng tâm địa họ rất là tốt nhưng họ lại cứ ăn nói cấm cạnh. Rồi và bản thân thì lúc hưng lúc bại. Rồi sinh người sinh tháng 7 là lập thu, hậu vận về thu được và có nhiều người giúp đỡ là người sinh tháng 7. Rồi người sinh tháng 8 của người Nhâm Tuất thì là bạch lộ, thì là tính cách thông minh, khéo ăn nói. Và sinh tháng 8 tức là cái thụ thai phải là tháng 12 đúng không bạn, là tháng Sửu đấy, thì đến tháng Tuất này thì là người giỏi ăn nói, thông minh, khôn ngoan. Bộ người sinh tháng 8 này khá là thành công trong con đường đời. Rồi sinh tháng 9 tính tình cương nghị, quyết đoán và cũng là thành công luôn, là sinh tháng 8 tháng 9. Rồi sinh tháng 10 cuộc sống cũng rất là, lúc đó là bắt đầu là chuyển qua lạnh rồi mà, và như vậy là cuộc sống của người Nhâm Tuất cũng thay đổi nhiều lắm với người sinh tháng 10. Tại vì tháng 9 là tháng Tuất ha, này thì tháng 10 là tháng Hợi, cho nên là con Tuất ở cái bộ này thì người sinh ban đêm thì hay khó chịu hơn người sinh ban ngày, đặc biệt là tháng 10. Rồi và người sinh tháng 10 là khá trung thủy, và người sinh tháng 10, tháng 11, tháng 2 là nguyên con Tuất ấy, thì người sinh người mà trung thành là phải sinh tháng 10, tháng 11, tháng 12 ha. Rồi và rất là quấn quýt.
Tháng 11 là tuyết rơi gió lạnh. À, sống hơi là khổ sở là người tuổi sinh tháng 11. Rồi, sinh tháng 12 là tiểu hàn. Tiểu hàn nhưng mà ăn uống lại no đủ vì là mùa ở đây gọi là tháng 12 thì lại giáp tháng giáp Tết ấy, cho nên thì lại là ăn uống no đủ. À, công thành danh toạ. Như vậy là thế này, người sinh năm Nhâm Tuất thì nó cũng có nhiều tháng không có đẹp đúng không các bạn? Thế nhưng mà đặc biệt của người Nhâm Tuất thì lại thường là có vận quý nhân. Người Nhâm Tuất có vận quý nhân, đặc biệt là đàn ông có vận quý nhân. Thế nhưng mà người Nhâm Tuất lại rất là người thủy nhưng mà lại kỵ thủy nha các bạn, kỵ thủy. Nhưng mà năm nay là có hai tháng, có ba tháng thủy, tức là tháng Ngọ và hai tháng Mùi. Thì phụ nữ thì cẩn thận dùng cho chị ba 2 tháng 6, đàn ông thì cẩn thận tháng 5. Người thủy á, thủy năm nay là năm hỏa, cho nên đừng có quyết định gì vội vàng, hãy để bắt đầu từ tháng 5 trở đi thì hãy quyết định. Và thủy, đại hải thủy ở đây thì cũng không sợ thổ khắc, cho nên là tháng 7, tháng 8 cũng là 2 tháng tốt của vận Nhâm Tuất. Rồi tháng 9, tháng 10 là kim. Kim này kim yếu lắm, không có sinh được thủy đâu. Cho nên ở vận này thì là chỉ vận là người ta gọi là không có nên tin quá tin lời hứa của ai. Và vận tháng 11, tháng 2 về 2 là vận mộc. Mình là nước đem phù sa mà trên vận mộc lại là vận để cho cây cối sinh sôi, tức là mình lúc đó là thu lợi đấy. Tháng 11, tháng 12. Như vậy là chị ba đã nói hết về Nhâm Tuất đúng không? Và năm Đinh Dậu rồi. Xin cảm ơn các bạn. Như vậy nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.